khách hàng đến mua côn trùng của trang trại Thanh Xuân để về chế biến tại gia đình. Các bác khách lẻ thì ở gần trang trại Thanh Xuân hoặc là các bác tiện đường đi Hà Nội thì các bác qua mua. Các bác đi ô tô biển 29, các bác mua để về cho chắc là cho nhân viên hay là tổ chức ăn uống nhân dịp Covid. Thôi thì tự ăn nhậu vậy, nhà hàng người ta đóng cửa rồi thì các bác ấy cũng không có chỗ để mà đi ăn nhậu nữa, thì các bác ấy mua về tự tổ chức ăn uống tại nhà. Biển 29A, 29 là biển ở Hà Nội. Bác mua mỗi thứ một vài cân, đấy, mua dế rồi trứng kiến rồi ve rồi dế các loại, dế trứng, dế không trứng. Vâng, chào bác Hưng. Trang trại Thanh Xuân bán buôn bán lẻ, nếu như bán buôn thì từ 10 cân trở lên ở các tỉnh trang trại sẽ gửi. Bác này bác ấy ở chắc là ở Hà Nội nên cho nên là chuyển một túi ni lông thôi, xong về bác cho thủ đá luôn, không cần phải đóng thùng xốp, số lượng ít. Đấy, giao dịch rất là nhanh. Thường là hàng côn trùng thì nó rất là độc đáo cho nên là không phải ai cũng kinh doanh được cái món hàng này. Cái thứ hai nữa là khách hàng người ta cũng sẽ chọn những nơi uy tín có đảm bảo an toàn thực phẩm để khách hàng mua. Còn những cái khách những cái sản phẩm theo mùa vụ thì sẽ được bà con cũng bán hàng nhiều chỗ bán lẻ, nhưng mà khách hàng không phải ai người ta cũng yên tâm để mua ở những cái nơi đó, bởi vì chất lượng bảo quản rồi đóng gói sản phẩm rất nhiều thứ nó không được đảm bảo. Đây, trang trại Thanh Xuân thì có các tủ bảo ôn, các tủ đá đông lạnh luôn luôn đảm bảo, có cả máy phát điện đầy đủ khi mất điện, nên là khách hàng yên tâm về đảm bảo về cái chất lượng sản phẩm của các sản phẩm mà trang trại Thanh Xuân cung cấp ra thị trường. Anh ơi, không quay nốt đi về đấy. Đây là dế con nó nở. Đây, mới nở thì chúng sẽ bò hết lên thành. Bò lên thành để khoảng nửa ngày, gần một ngày chúng cứng cáp thì chúng sẽ xuống ăn. Con dế mới nở con này. Đây là thùng dế nhỏ. Bà con cho dế ăn rau củ quả kèm cám gà. Nuôi thì bằng cành lá khô.
Đây là các cái tủ đông của trang trại Thanh Xuân. Rất nhiều mặt hàng. Đây là các cái thùng trứng dế. Trang trại Thanh Xuân có hai kênh YouTube để các bác vào xem. Trang trại Thanh Xuân kênh 1, trang trại Thanh Xuân kênh 2. Ngoài ra thì có các website trang trại thanh xuân.com để bà con vào tìm hiểu, tham khảo. Bà con có thể gấp những cái bìa cắt tông, lấy que xiên, dây thép xiên. Những dế nhỏ thì bà con gấp bìa thấp thôi, những lớn thì gấp cao, chọc lỗ ra nuôi dế rất tốt. Cái bìa cắt tông này thì nó vừa rẻ vừa chủ động, bà con không phải mua những cái bìa trứng nó vừa đắt vừa khó mua. Cành lá khô. Các cái thùng nuôi thì bà con nuôi dế nhiều thì bà con làm thùng to, nuôi dế bé thì bà con làm thùng vừa nhỏ, nuôi dế ít đấy thì nếu mà làm thùng to quá thì nó sẽ không phù hợp. Thay trứng thì bà con chỉ cần giữ ẩm là dế nở thôi, rất đơn giản. Cảm ơn bà con đã theo dõi video của trang trại Thanh Xuân. Kính chào bà con.